mà lác đác của mấy vị là kali. Chứ còn ngoài ra tất cả Trung Quốc chia 5 xẻ 7, chiến tranh Đài Loan tuyên bố độc lập gì gì đó, là cái clip này là bằng chứng. Tới ngày hôm nay Kiệt nói là trúng trúng 95% luôn. Thì hôm nay Kiệt nói là sẽ có chiến tranh, mà không phải chiến tranh chỉ riêng nước Tàu với Đài Loan nha quý vị, nó sẽ là toàn cầu. Khi toàn cầu chiến tranh á, thì giống như chiếc tài tennis nãy vậy, đi xuống. Khi đi xuống ở nước Việt Nam sẽ có một cái thay đổi cực kỳ lớn. Thì những người nào hiểu về đó, hiểu ý chuyện nói là chuyện nói cái gì, còn những người bình dân chỉ biết là có sự thay đổi lớn, là từ quá khổ sẽ thành quá sướng. Nhưng mà từ đây cho tới lúc mình sướng á, thì mình có còn cái mạng hay không á, thì gán tu đi, tay nó gán đọc chú đại bi cho nhiều vô, để cho người nó có cái hào quang á, để mà nó chống lại con Covid. Tại vì con Covid á, nó có, nhất là con gì vậy? Micron gì, con loại Covid mới á, nó có con mắt. Người nào có hào quang sáng á, nó sẽ né, nó không có dám bu vô, hoặc nó bu vô giống như con siêu thân vậy, bu đâm vô là bị cháy chết liền. Còn người nào mà hào quang ăn chơi nhiều quá đó, là nó đen thui à, nó nhào vô tấn công là dính. Con người của mình á, những người xấu sẽ có hào quang màu đen nha quý vị. Con người mình có đó, mà chẳng qua quý vị không có nhìn thấy thôi. Cũng giống như việc đi chùa đó, Kiệt nhìn thấy cả 700-800 ông thầy, nhưng mà Kiệt không có tính theo cái áo màu vàng nha, Kiệt tính theo ông là hào quang sáng thôi. Có những cái ông mà mặc áo nâu thì giả đó, mà ổng là hào quang sáng, ổng là Bồ Tát. Còn những ông mà hòa thượng mà mặc áo lỗ 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 mà tu cả đời á, mà vẫn đen thui, thì có cái đó nữa. Cho nên thì không có tính mấy vị thầy bằng cái áo, mà thì tính mỗi vị thầy bằng cái đức độ. Cái đức độ nó sanh ra hào quang của những vị đó, thì Kiệt biết là vậy. Còn nói về trượt, cả cái trái đất này nè, nó đen thui à Kiệt, nó đen mà đen mà đen kịt luôn, giống như màn đêm đêm 30 vậy đó. Thì Kiệt là một cái đuốc. Những cái người bây giờ theo đạo Thiên Tâm á, là cầm thêm một cái đuốc nữa. Mà nếu mà Kiệt mà những người nào mà hiểu việc á, thì nhiều cái đuốc nữa, thì từ từ đó cái ánh sáng nó sẽ lan rộng ra, nó cũng giống như nó đốt cháy nhiều nơi thì nó sẽ lên màu sáng. Thì mấy vị nói vậy thì cái trượt á, nó sẽ tan đi. Thì lúc đó tất cả bệnh tật, nghèo khổ, chiến tranh hay là thiên tai động đất rồi đó sẽ hết. Thì là do tự mỗi cá nhân của mình. Bây giờ mà Phật có hạ phàm, Phật chỉ cách mình đi thôi, chứ Phật cũng đâu có tu giùm mình được. Phật đâu có tự nhiên biến cái trái đất từ trượt thành thanh được, mình phải tự mình làm. Thì kỳ hôm nay Kiệt mang xác phàm xuống đây, Kiệt tái sanh xuống để mà chỉ hướng quý vị. Nhưng mỗi vị cũng phải tự cầm cái đuốc để mà đi. Còn lâu nay quý vị không có chịu cầm đuốc mà cứ nhắm mắt chạy theo cái áo vàng không à, thì từ đó đó mình mới đi sai ở trên nói vậy. Cho nên 700 năm nay tất cả những người tu theo kiểu thần tú á, tức là chùa lớn tượng to đó, sẽ không có ai mà gọi là giảng sanh hết. Phật A Di Đà là có thật, có cõi tịnh độ là có thật, nhưng mà mình có được về đó hay không á, là những hòa thượng lớn ngày hôm nay chưa chắc được, huống chi là Phật tử mà được giảng sanh rất là khó. Mà giàu cho có giảng sanh về chảnh hạ phẩm hạ sanh đó, là cũng nằm trong cái bông sen hàng tỷ năm. Sao trong lúc mình mang xác phàm, mình gán chịu khổ một đời người 100 năm ở bển, là giống như một phút à, phút trên trời à, xẹt ra xẹt vô một cái, thì mình đã được giảng sanh rồi. Mình đâu có cần phải mà mong cầu đâu, mà mình tu mà mình mong cầu giảng sanh như mà mấy thầy dụ dụ mình đó, thì là càng không được luôn. Đó là lời thật của Kiệt nói đó, nghiên cứu đi. Có người nói đạo Chúa bây giờ theo đạo Phật đọc kinh gì? Đọc kinh Lăng Nghiêm Thập Bát Chúa Đại Bi. Tại Lăng Nghiêm á, thời nay mình đọc á, là nó tẩy đi những cái trược, tẩy đi những cái gọi là ô uế của bùa ngải thời nay á, là đa số mấy thầy là cũng có xài bùa để mà chiêu dụ Phật tử nữa đó. Thì mình đọc kinh Lăng Nghiêm,